Sáng ngày 14 tháng 9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp bàn giao một con chim bồ nông chân xám cho Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ của Việt Nam. Con chim bồ nông này nặng gần 4 kg do người dân xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình trong quá trình gian lưới bảo vệ ao nuôi cá của mình bắt được trong tình trạng bị thương ở chân và cánh. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ tiến hành cứu hộ chăm sóc cho đến khi chim khỏe mạnh mới thả về tự nhiên